Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tùng Mê Game. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tựa game rất là hấp dẫn, đó là Jurassic Evolution. Jurassic gì ta? Evolution 1. Ok, thì ở tập trước mình đã up ra một em strike với 70% chỉ số gen rồi. À, và hôm qua tôi mất file sale mấy ông ơi. Tôi cài win lại tôi mất file sale. Và tôi phải chơi lại, nãy giờ cũng được 15 phút thôi. Chơi lại thì quen nước quen cái rồi, chơi lại rất là bình thường. Và khoan ông mấy ông, từ từ để tôi kêu đội kiểm lâm ra đây để thôi kìa, tôi phải. Tình hình là tình hình là cái con trai của tôi đang bị bệnh, mà tôi phải kêu đội kiểm lâm. Bây giờ như thế nào ấy nhờ? Chữa khỏi bệnh bằng cách sử dụng đội kiểm lâm, đúng không? À, cho con khủng long bằng cách... Ok, nó kêu tôi là sử dụng nhanh phím R để chọn nhanh các đội kiểm lâm. Bây giờ tôi chọn một đội kiểm lâm nè. Thêm nhiệm vụ. À, bộ tiếp tế chữa bệnh khủng long. Chọn các đối tượng. À, chọn các đối tượng đánh dấu. Bấm vô đây. Rồi, let's go, coi nó đi chữa bệnh như thế nào nha anh em. Còn nó có cán người không? Gặp tôi nãy giờ là tôi cán mấy ông này rồi. Tôi chơi lại thì cho nên là tiền tôi cũng khá là dư giả mấy ông ơi. Tôi nâng cấp cái chế độ điện á, cái chế độ mạng lưới điện lên 1.0 rồi. Cho nên là nó khá là tiết kiệm hơn so với tôi xây thêm một cái nhà máy điện mới. Cái cổng vô đây nè, đúng rồi, giỏi. Wow, nó dừng sát thế nhờ. Rồi như thế nào nha, anh em nào yêu thích cái tựa game này thì nhớ like và subscribe cho mình nha. Ui, có một thằng cầm sniper nữa kìa, chắc đạn trong đây là đạn đắt ấy. Rồi, cái con này là 70% nè anh em, mới ra nè, còn cái gen này nó hơi yếu. Ui, phải bắn nó xỉu hả? Kinh vậy. Ui, nó chạy kìa, chưa, tém nó, nó chạy rồi, gần xỉu rồi. Ủa vậy là chữa bệnh xong á hả? À vậy là bắn cái thuốc mà. Quá trình lây truyền. Hoàn thành nhiệm vụ. Hôm qua tôi nhầm á anh em, có nghĩa là khi mà mỗi lần mà tôi hoàn thành một cái nhiệm vụ hay còn gọi là cái hợp đồng á thì nó sẽ cho tiền tôi. À, tôi lên được 1.4 triệu rồi. Ngon. Và bây giờ nhìn là không biết con nào là 70% gen luôn á. Con gen tính xác thực 53%, con này thì 71%. Đó, vậy đó. Tôi dặn nhỏ cái tiếng game rồi cho anh em dễ nghe cái tiếng của tôi hơn. Đây, tôi sẽ xây cái kiểu mẫu như thế này đây. À, giống hôm qua, giống cái tập trước. Và số tiền tôi đang kiếm được mỗi phút là 39.000 nha. Đói. Có lợi nhuận rồi. Chúng ta từ từ. Nhiệm vụ tiếp theo của mình là đi kiếm hợp đồng. À, mình xong cái nhiệm hợp đồng của cái kia rồi. Và bây giờ mình sẽ phát triển cái giải trí một tí. Nhưng mà để phát triển được cái giải trí này thì chúng ta, bạn biết nơi giải trí cần gì không? Phần giải trí chắc là mình xây thêm vài công trình giải trí. Đại loại là như thế. Cái này là địa điểm. Nhiệm vụ nè. Bây giờ mình đã hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Và bây giờ tới nhiệm vụ sự giải trí tăng danh tiếng bằng cách hoàn thành các hợp đồng giải trí. Lâu lâu nó sẽ cho mình một những cái hợp đồng và chúng ta sẽ làm bằng cách kiếm tiền. Và bây giờ mình có tiền rồi đúng không? Mình mà mình xây một số cái giải trí đã. Nhưng mà cái này là cũng khá là quan trọng, như cái hầm trú ẩn nè anh em. Cái hầm trú ẩn cũng khá là quan trọng, mình sẽ để gần ở đây để cho thí dụ mà có vấn đề gì thì du khách còn có thể chui vào. Mình sẽ để đây. Đấy, để ngay trung tâm luôn, gần trung tâm luôn. Trú ẩn cho nó dễ. Cái tính mạng con người là chúng ta phải đặt lên hàng đầu, phải không? Ở đây là hợp lý. Có gì leo rào ra luôn. Đó, rào này là chắc chắn không có điện rồi. À, rào không có điện đâu. Đây là kiểm lâm. Và mấy cái bộ gen của tôi thì không có cái gì mới cả. Ủa, trạm điện nhỏ rồi, tôi bấm lộn bên đây mới đúng. Đây cũng không có gì mới ngoài mấy con cũ cũ.
Đây tôi sẽ xây vài cái giải trí xem cái chỉ số giải trí của tôi nó lên hay không để cho người ta an tâm. Hồi nãy là 40.000 đúng không? Hồi nãy 39 không? Giờ lên 40 rồi. Rất là nhiều du khách đã tới. Quay, thiếu điện nè. Cúp điện. What the fuck? Cúp điện thì chúng ta sẽ cải thiện đầu ra. Chúng ta sẽ mua thêm một cái cải thiện đầu ra nữa 1.0 luôn. 40.000 của tao đấy. Bớt giỡn. Trạm kiểm lâm khởi động lại việc mất điện theo định kỳ làm giảm sản lượng các trạm điện được nâng cấp. Sự phá hoại có thể làm tê liệt các trạm điện, khiến cổng bao vây mở ra trong một khoảng thời gian. Wow, cổng khủng long mở ra khoảng thời gian. Chọn trạm kiểm lâm bằng cách sử dụng R, giao nhiệm vụ khởi động lại để khôi phục chức năng. Holy shit. Khoan khoan từ từ. Nó chỉ mới cảnh báo tôi thôi, nó mới chỉ cảnh báo tôi thôi. Như vậy là cải thiện đầu ra này là không đủ. Như vậy là mình phải xây thêm một cái năng lượng cái nữa. Ngoài 5 sĩ lần đấy. Hơi căng đấy. 5 sĩ là hơi mắc rồi đấy. Quay, có hợp đồng nữa nè. Thời gian nâng cấp. Áp dụng nâng cấp tỷ lệ thành công 1.0 lên phòng. À, nâng cấp cái phòng thí nghiệm. Hay, một trạm điện ra đời là giải quyết được vấn đề điện đài rồi. Cô ấy cửa nó có đóng hay không? Oh, sự giải trí lên cao nè. Ui, cái này là cái biểu tượng của sự giải trí nè anh em. Bà áp dụng nâng cấp tỷ lệ thành công 1.0. Bạn nên cải thiện phòng thí nghiệm sáng tạo bằng cách nâng cấp nó tỷ lệ thành công. Phòng thí nghiệm đúng không? Nâng cấp nó nè. Nâng cấp tỷ lệ thành công 1.0 nè, nghiên cứu mở nè. Và chúng ta sẽ nghiên cứu phòng thí nghiệm sáng tạo nè. Tỷ lệ thành công, chi phí 1 xị. Tính ra mình lỗ rồi. Mình lời được có 25.000. Thôi rồi rồi, nhưng mà thôi không sao. Cũng là có lợi cho mình thôi. Ok, cũng khá là ổn rồi, mình xem coi. Ủa sao còn có 8 ngàn vậy? Ok kìa. 8 ngàn à. Ôi trời ơi. Kiểu này kinh doanh này là không ổn rồi. Để coi nó nghiên cứu trong vòng bao lâu. Nó có lâu quá hay không. Tòa nhà có sẵn nâng cấp xây dựng. Đây. Ôi còn 3 phút nữa. Chúng ta chờ được. Trong lúc đó là mình có cần phải phái một đội đi kiếm những cái mẫu xương, mẫu vật gì cho nó hot hot không ta? Ví dụ như đây là con quay có thể kiếm con trai ở 7, tỷ lệ 72% luôn hả? Còn cái này cũng 72, sao mình không kiếm ở đây ta? Thôi nhưng mà mình tập trung mà. Động vật ăn thịt nè. Ceratosaurus. Ok, hôm nay tôi sẽ đi kiếm mẫu này cho anh em coi. Trong khi đó trong rảnh rỗi thì chúng ta không thể để nó ở không được. Tại vì nó làm lương tháng mà để nó ở không thì mình phải tạo công ăn việc làm cho nó chứ. Ồ, không, nó tính theo chuyến anh em ạ. Nó tính theo chuyến, mỗi chuyến đi thì cũng mấy chục ngàn đô đấy. Đầu tư cho nó. Ok, tôi nghiên cứu thành công rồi, tỷ lệ 1.0. Và bây giờ chắc là nhiệm vụ đã hoàn thành rồi chứ gì. Đúng rồi, quên cài đặt vô cái này. Khe nâng cấp, tỷ lệ thành công 20.000. Tốn tiền. Đụng tới nó là nó tiền à. Ok. Đụng tới nó là nó tiền à. Quy trình lây truyền mới đến. Sự giải trí. Ôi. Hợp đồng lớn 1 triệu. Yêu cầu 50% bộ gen Senratosaurus theo. Anh em thấy tôi macro hay không? Anh em thấy tôi macro ghê chưa?
Tôi mát rô đâu là dính đấy liền. Và bây giờ hình như tôi có chưa? Centaurosaurus nè. Ờ, hình như là đủ luôn rồi đấy. Trích xuất idea. Trích xuất. Uầy, mới mát rô liền. Uầy, cái này cái gì vậy? Rhodium, không có DNA, không có DNA khủng long để trích xuất. Bán là 80.000. Holy shit, ngoài cái này ra nó có cái gì khác không ta? Uầy, cái công dụng... Đăng ơi. Dạ. Cái công dụng của cái đá mà rhodium nó có ngoài công dụng gì ngoài bán không em? Sau này mình có cần làm gì không? Để em biết anh chừa nữa không, anh đáng mạng á. Chưa, để em nghiên cứu anh. Qua giờ em chỉ nghiên cứu vô khủng long của cái của em này thôi, chưa nghiên cứu sâu về dục. Ok. Uầy, và bây giờ là tiền tôi lên cũng nhiều đó, 30.000 là mỗi phút rồi đó anh em à. Mỗi phút kiếm 30.000 căng đấy, 30.000 Việt Nam đồng cũng là căng đấy. Lợi nhuận mỗi phút 30.000 đi đến tài chính nè, chúng ta sẽ phân tích nữa đây, chúng ta phân tích nè, bán vé là 50.000 vé nè. Thu hút là không có vào đồng nào nè, lợi nhuận của các trung tâm tham quan là không có đồng nào nè. Ok, nói chung là tổng thu nhập của mình là 50.000 thôi. Chi phí năng lượng mình là mất hết 20.000 rồi. Trong đó là sử dụng 9.000, lãng phí 10.000. What the fuck, tao lãng phí hồi nào? Lãng phí cái gì? Tổng sản lượng điện là 68 mà sử dụng năng lượng không sử dụng có 3 thôi. Ok, còn cái này mình đặt hơi dư đúng không? Ôi hơi dư anh em nhờ. Hơi dư không sao, mình macro trước. Không sao, mình macro được. Xem coi con Centaurus của mình bao nhiêu rồi, 54% rồi. Xong cái cục này thì mình sẽ lên tới tận không, nãy là 50 thôi. Xong cái cục này sẽ lên khoảng chừng 55-50. Để mình thử coi, ra mình up nó một cái coi. Wow, nè anh em có Centaurus động vật ăn cỏ rồi. Con này thì ban đầu mình nhìn vào mình có thể thấy là nó giống Kano hết anh em. Nó giống một, nếu mà không phải là Kano thì cũng là một họ hàng nào đó của Kano thôi. Ấp trứng 5 xì rưỡi hả? Nói bởi vì không có tiền là chắc, không có tiền là chắc. Không có tiền thì chắc. Tính ra là mấy cái hợp đồng này nếu mà nó trả mình 1.000.000 mà mình đã xài gần 500-600.000 thì mình tính ra mình không có thơm bao nhiêu ha. Bởi vậy anh em, mình nói anh em rồi, tiền khó kiếm lắm. Từ từ thôi, đâu có ăn trọn của nó được. Hấp trứng, hấp và phóng thích Centaurus, ok. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái chuồng riêng cho nó chứ nhờ. Chứ để nó ăn thịt mấy cái con này thì nó hơi bị vô lý. Mình nghĩ là sẽ có chuồng riêng cho nó. Như vậy là mình sẽ vô hiệu hóa cái này để tránh tình trạng lãng phí đúng không? Vô hiệu hóa. Để coi có tình trạng bị thiếu điện hay không. Bây giờ mình cập nhật lại nè. Chi phí lãng phí đúng không? 10. Để tôi thử nha, tí nữa tôi coi lại coi. Đúng rồi, tôi mới nghĩ ra cái chức năng vô hiệu hóa của một cái tòa nhà. Wow. Đàn áp. Wow. Sử dụng năng lượng không sử dụng 3 nè. Ôi, lãng phí có 8 à anh em à. Lãng phí có 8 à. Bây giờ tạm thời nếu mà không xài cái này là nó cũng tính tiền mình hay sao đó. Cái gì đó đang? Nó mày. Hơi ồn đó đang thôi. Anh giật mình đó. Không sao, được nhiêu hay nhiêu anh em à. Wow, lên 37 rồi. Wow, được. Đi tới phòng thí nghiệm sáng tạo. Wow, nhìn giống cano hả anh em nhờ. Đúng giống luôn, nhưng mà cái đầu nó màu đỏ, giống như gà vậy đó. Wow. Oh my god. Xây dựng cung cấp năng lượng cho một nhà máy đồ ăn, nhà hàng đồ ăn nhanh, vật phẩm nghiên cứu từ trung tâm nghiên cứu cửa hàng quần áo. Uầy, con này nó có dí cắn không? Ơ kìa.
Ê Đăng ơi, Đăng, 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 Đăng. Mấy Dạ. mấy con khủng long ăn thịt mà nó thả vô chung mà nó đang nhai đầu cái con khủng long ăn cỏ của anh là giờ tính sao? Giờ chỉ có biết đợi nó chết rồi lấy xác nó ra hồi sinh lại. Hồi sinh được luôn hả? Khoan khoan, để anh giải quyết vấn đề này cái đã. Để gần gì cho hai con nó đớp nha đấy. Má, bây giờ anh còn có 3 sợi 8 mà bây giờ mua cái khay ăn thịt cho động vật ăn thịt thì không được. À, chết thiệt. Giờ sao lấy xác nó ta? Cơ sở dữ liệu anh xem. Ôi. 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 Con nào chết chưa? Rồi có một con chết rồi, nó hiện lên cái dấu màu đỏ rồi. Ok, thôi thôi anh lo anh làm nhiệm vụ cái đó là xây dựng một cung và cung cấp năng lượng cho nhà máy đồ ăn, nhà hàng đồ ăn nhanh. Má, anh sợ là không đủ chứ, không đủ tiền để xoay chứ. Thức ăn nhanh đây à, người ta là cái hotel nằm đây không, nhà thức ăn nhanh là phải nằm đối diện luôn. Oh. Ờ đúng rồi, nằm bên trong kia thì trung tâm không mà để cho tụi kia nó ăn cũng được. Ok, thức ăn nhanh nằm đây đi, ngay ngã ba là mặt tiền là đẹp nhất, hai mặt tiền luôn. Bình vật phẩm nghiên cứu từ trung tâm nghiên cứu cửa hàng quần áo hả? Vật phẩm nghiên cứu từ trung tâm nghiên cứu cửa hàng quần áo, như vậy là mình phải nghiên cứu cái quần áo quần ơ gì nữa. Năng lượng, phòng thí nghiệm, trạm kiểm lâm, tòa nhà đây, cửa hàng quần áo. À mình phải nghiên cứu nó mình mới có thể xây dựng được nó. Ok, à, cửa hàng quần áo mà cũng nghiên cứu nó đéo hiểu kiểu gì luôn. Du lịch thì cũng mới có khách du lịch mà anh, phải có nhu cầu cho người ta sử dụng. Biết rồi nhưng mà cũng phải nghiên cứu nữa. Khó hiểu kiểu gì luôn. Cổng một, mình mở cổng cho khủng long ra. Rồi cắn người chơi. Ok, mà đã hoàn thành xong sự sống và cái chết nên là khủng long có thể chết vì đói, mất nước, chiến đấu, săn bắt, bệnh tật hoặc tuổi già khi hết tuổi thọ. Độ dài tuổi thọ được xác định bởi đặc điểm tuổi thọ của khủng long có thể cải thiện được bằng cách chỉnh sửa gen. Ok, khủng long chết nên được loại bỏ với một đội vận chuyển để ngăn ngừa dịch bệnh. Rồi kiểm lâm ơi, nó chết rồi kìa. Trời ơi, đừng có lo phát triển khu vui chơi được hết. Kiểm lâm ơi, thêm nhiệm vụ chữa bệnh khủng long, khởi động hạng mục sửa chữa bộ tiếp tế. Ở kìa, chữa bệnh khủng long, lựa chọn. À lựa chọn à, mình bấm cho nó, mình phải lựa chọn. À, cái xác con khủng long nó tiêu rồi. Chắc nó có ai bị ăn. Ôi bị ăn xác luôn, còn cay thế nhờ. Ok, có nhiệm vụ phụ nữa anh em ạ. À, để coi nhiệm vụ phụ trước đi. Sử dụng máy ảnh của đội kiểm lâm để chụp ảnh ít nhất hai mẫu vật strike. Ôi dễ dàng, dễ dàng. Đây 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 đây. Đội kiểm lâm đúng không? Thêm nhiệm vụ chụp hình hả? Chụp hình thì như thế nào nhờ? Không lẽ anh phải tự đi lấy xe ta? Chúng tôi cần bức ảnh về con khủng long tuyệt vời cho hợp đồng này, xem những gì bạn có thể làm. À rồi rồi, mình là người chính thức lái xe luôn. À chụp hình nào, bên đây có FMF nào anh em. Tụi này đi kỳ cũng nhờ. Ê, mình thử mình đụng người có được không? Xin lỗi. À, phá nghiệp quá. Ok, vô, mở cửa. Ok, rồi, vui nhờ, chụp hình lại.
Thôi tấm này không đẹp, phải chụp đầu mình tay chân nó hết, phải chụp rõ anh đại diện của nó. Ôi ui, phải như thế. 4.000 là đẹp không ta? Trai hoảng loạn. Ôi có tác phẩm nữa. Bỏ bỏ bỏ, 4.000 không đẹp. Này chắc không đẹp quá. đầu mốt mà anh nhốt thú anh đừng hạn chế cho mấy con ăn cỏ lại Anh đâu có muốn nhốt đâu. tại vì cái game này mấy cái con nó còn nói chiến, anh có tin là một con raptor nó sẵn sàng, nó đủ sức solo một con indo một con ghi anh. Nhiều tiền. Nó trai đang chạy là nhiều tiền nhất mấy ông ơi. Rồi rồi tôi nghe có điềm tới rồi, tôi nghe điềm tới rồi. Tôi phải lựa một cái tấm ảnh bơ phạt cái đã, đụng nó không ta, đụng nó cho nó chạy. Ôi, ôi, ôi. Holy shit. Thôi chụp đại anh tắm nó đi. Hình hình phạt lặp lại hoài. Hình phạt lặp lại hoài hả? Khoan để mình coi coi là nó xong nhiệm vụ mới chưa. Hình như là xong rồi. Chụp ảnh hả? Chúng tôi cần bức ảnh về con khủng long hay mẫu vật hả? Chứ mà hai con khủng long quýnh lộn em ơi. Khủng long không bị bệnh hả? Khó hiểu phải đấy. Xong nhiệm vụ chưa ta? Hết đạn hả? Mày mới giật mình đấy. Lái xe. Rối rồi, bắt đầu rối rồi anh em ơi. Để tôi ráng tôi chụp hình cho xong cái nhiệm vụ đó đã. Hình như là nó kêu tôi chụp hai con thì phải. Ở đây là con bên đây hơi bình yên nè, cài bạ nó đi. Tôi chụp bên đây. Trai đang chạy. Ok, tôi chụp bừa cũng xong nữa nè. Khó hiểu nha. Vậy cũng được xỉ 8 rồi. Rồi. À khoan nữa, để tôi coi coi chữa bệnh cho con kia nữa, không biết là con kia bị nhai xác chưa nữa.
Bildungsabteilung eine Belohnung für ihre Arbeit auf Isla Mantanceros erhalten. Ui, ôi xác con kia mất tiêu luôn. Ui, à hai con đây nè, sức khỏe 100%, 86, ok cũng được rồi. Lái xe về. Ok. Ủa rồi cái xe này cất ở đâu nhờ? Ok, cất đại đây đi. Ai muốn làm gì làm. Ok, mình lo cái việc của mình cái đã. Bây giờ thì nó kêu mình là xây dựng và cung cấp năng lượng cho một cái cửa hàng quần áo đúng không? Xây dựng rồi nè, cung cấp năng lượng rồi. Ủa, quần áo hả? Ok, nó khác. Giải trí. Và bây giờ là thức ăn nhanh và quần áo. Tất nhiên là phải để đây. Hợp lý. Ở đây là hợp lý. Hạn chế về địa hình. Binh. Cửa hàng quần áo nằm đây là binh. Sức khỏe thấp. Ủa? À, vô hiệu quá hả? Tại sao bị vô hiệu quá? Kích hoạt. Ok. Bây giờ nguồn điện của mình tăng cao rồi, mình phải nâng cao. Ủa, 93 mỗi phút. Ủa, 63.000 mỗi phút. Ngon. Má, tại sao không đưa ra tao một cái giải pháp nào mà nó ok nhờ. Giờ làm gì với cái xác này đi em? Cơ sở dữ liệu in gen. À, thêm chi tiết. Chưa nghiên cứu. What the fuck? Cay thế nhờ. Ok, nãy tôi bị mất camera, anh em thông cảm nha. Ờ, ôi, nó đang nó đang nhai đầu con trai của tôi rồi. Ôi, phải ra lồn, có anh em nào biết cách mà nhốt riêng con này không nhờ? Để từ từ tôi sẽ tính, hoặc là bây giờ nè. Hình như là tôi nghĩ... Nhớ như mình có cách xây chuồng riêng mà. À, hàng rào. Uầy, tôi quên nghĩ ra cái chỗ này anh em mà. Bây giờ là xây cho nó rồi, sau đó là làm sao để dụ nó vô ta. À, cái cục mồi thịt. Ok, ok, hiểu. Bình. Rồi bà làm sao mới dụ nó vô nè. Ok. Xây dựng và cung cấp cho phòng trưng bày. Ok ok, từ từ cung cấp năng lượng đúng không? Để mà làm xong nhiệm vụ này mình nốt ha anh em. Kiểm tra tổng lợi nhuận ít nhất 15.000 từ các điểm tham quan công viên. Ok. Phòng trưng bày hả? Như vậy là mình phải nghiên cứu về phòng trưng bày nữa rồi. Ok. Nghiên cứu về trưng bày. Bắt đầu thấy khó khăn rồi đấy. Có nhiều vấn nạn rồi đấy. Dịch vụ trung tâm. Trung tâm khoa học. Trung tâm an ninh. Năng lượng. Vận chuyển. Chuồng, nâng cấp xây dựng, trung tâm nghiên cứu, trung tâm hóa thạch, trung tâm kiểm lâm, phòng hóa. Ok, cái phòng trưng bày tôi tìm hoài nãy giờ mà không thấy nè, mấy ông. Chắc là để tôi nghiên cứu lại xem coi như thế nào.
di truyền nè, điều trị y tế, nâng cấp xây dựng tòa nhà và chuồng. Về tòa nhà thì tôi không có cái gì ngoài ấy, mà phòng trưng bày hình như trong đấy là không có phòng trưng bày thế nhở, trung tâm an ninh và trung tâm đổi mới, phòng thủ bảo, không có phòng trưng bày. Ok, đấy vấn đề này tôi sẽ nghiên cứu lại và tôi báo, tôi sẽ làm clip lại cho tập sau để coi như thế nào. Ok, video của tôi tới đây thôi. Như, cảm ơn các bạn đã xem video này nha, và đừng quên để lại một like và subscribe cho kênh của mình nếu mà thấy thích cái video này, game này. Và nếu mà tôi còn gà lắm, anh em nào mà chơi rồi hoặc là đã xem người khác chơi rồi thì hướng dẫn lại cho mình thông qua bằng cách là comment vào cái video của mình nha, hoặc là vào thẳng Discord để nói chuyện hoặc là hướng dẫn tôi nha. Ok, bye bye anh em, và hẹn anh em gặp lại ở tập sau.